Dạ, cháu chào cô. Hổ. Cái con này nó giống như là con quái thú vậy trời. Nó là hổ ngọc của thằng Nga cô Quỳnh. Nếu quý vị 40 độ và thiết mà Diễm Huệ mặc được cái bộ đồ này thì phải gọi là superstar đó, siêu nhân đó. Trời ơi. Không, mà nó mặc bộ đồ đó đâu có đau. Đúng đâu rồi. Bị đau đâu. Có sự đàn hồi đó. Có sự đàn hồi, có cái hơi bên trong mà. Dạ, yeah, đúng rồi. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ em sẽ sử dụng cái này để mình thử nghiệm xem cái bộ đồ của Diễm Huệ nó có bền không quý vị ha. Rồi, ok. Đón xem nhà mọi đâu. Người Trong mình tròn một lỗ rồi nè. Trong mình tròn một lỗ. Huệ ơi, cái bộ đồ đó, cái hơi mình bơm đủ rồi. Lúc mình đi diễn nó có bơm thêm hơi vô không? Nhưng mà lỗ đâu mình đang đi diễn cái bịt mịn. Mình chịu thôi, mình hưởng một mình thôi. Mình hưởng một mình luôn. Không ảnh hưởng đến người khác hiểu không? Hay quá. Hồi nãy giờ là ở đây mấy hơi rồi đó. Quý vị ơi, quý vị đi mua dép này cẩn thận nha quý vị nha. Coi chừng nó bị xì hơi ra đó quý vị. Thôi, bây giờ Diễm Quỳnh xin phép quay trở lại với con số này quý vị nha. Nam ơi. Dạ, con nghe. Hồi xưa cô đi thi á. Cô thi cái gì cô? Cô thi môn ngữ văn. Cô bị liền mất một câu. Câu gì vậy? Con muốn nghe. Con biết là câu gì không? Cái câu giờ hả cô? Không. Con biết là câu gì không? Câu gì? Câu hỏi đó là tại sao anh còn thương em mãi. Cô ơi, có người gì con cúng dường cho con kìa. Nhưng lòng đau thì ai có hay. Người đi người buồn ai thấu. Là ai vậy? Ai? Cô ơi đi cẩn thận cô. Cô không sao, cô chuyên nghiệp rồi. Đó, con chồng té đó. Mà vô cái dãy. Dạ. Trời ơi, khán giả cho 200. Những lòng đau thì ai có hay. Hay quá cô ơi. Người đi người buồn ai thấu đâu. Khi tiếng ta đi tìm. Chết cha cô ơi mất. Sao vậy? Em cảm ơn nha. Đúng rồi, ta cho mình phải cảm ơn. Dạ. Dạ. Con chào cô. Con à, chắc chắn em chào chị. Dạ, em chào chị. Em xin ạ. Sao chị? Dạ, chụp ảnh ok. Tại sao anh còn thương em mãi. Nhưng lòng đau thì ai có hay. Người đi người buông ấy. Rồi xuống, ngồi xuống đi chị, ngồi xuống. Người chị mua trà sữa cho uống. À, đau rồi ạ. Chết trời, xa quá trời. Trời cho em liên lõi một chút được không? Ơi. Sao ạ? Cô hát bài gì? Huế đi. Huế. Sao anh? Huế thì chó quân xí thử piano. Chó quân xí thử. Nếu mà Huế hiếp. Trời, đau hiền. Dạ đau hiền. Đau hiền. Đau. Em cảm ơn chị. Quỳnh ơi. Mày đứng đó mày đi vòng mày đảo mày lấy tiền thôi là con mày nó chết. Quý vị ơi, bây giờ cho phép Quỳnh quay trở lại sân khấu để Quỳnh thực hiện con số này quý vị nha. Ê. Cái dòng lời này Quỳnh chỉ có khoảng tầm 3 phút thôi quý vị ha. Có thể nào mở cho tụi em hát cho nó mát được không? Để Quỳnh quay trở lại sân khấu nha quý vị nha. Bấm lên cho tụi em cho hát cho nó mát đi. Trời ơi mát rồi đó, thấy mát cái giò rồi đó.
sao vậy cô? Sao mày lên qua nắp cô? Mày khổ. Nam. Dạ. Đến cho cô hát. Trời. Anh ghé về. Tao mới có ghé về thôi đó. Anh chưa có vô tới Huế nữa. Dạ con. Dạ Huế. Dạ. Dạ Huế phải. Dạ ông Huế phải đó. Này giống thử thách quá vậy. Cô nói nghe. Để con thổi ở trên thôi. Ừ. Đừng có thổi dưới. Cô không có ấy ở trong. Sổ bên lầu luôn cho quý vị ơi. Dạ rồi, và cái bên dưới những người đẹp của chúng nghe những năm thanh lượng tôi đang trả bước hồ cho quý vị với lại vòng lại vẫn là 30 lần đồng có người nhận cho mình những voucher vô cùng giá trị đến từ nhà tài trợ luôn ạ. Dạ rồi, kính thưa quý vị, đêm nay với chủ đề Track Queen 9 của Team Venus vẫn còn những tiết mục phía sau cực kỳ hấp dẫn, quý vị nhớ ở lại đến cuối chương trình nha. Dạ ai đâu ạ? Em mời lên sân khấu. Dạ, trời ơi, có phải anh Quang Lê đi không?